Không gian sống đậm chất hoàng gia châu Âu, những vật liệu độc bản quý giá tới một kiệt tác bất động sản trường tồn vượt thời gian. Đặc biệt căn hộ năm giác quan đưa người dùng trải qua từng nấc, ngắm nhìn, cảm nhận, hít thở, lắng nghe và thưởng thức. The Palais Louis, kiệt tác vượt thời gian, sản phẩm cao cấp nhất của tập đoàn Tân Hoàng Minh, chính thức ra mắt từ ngày 16 tháng 7 2018. Tân Hoàng Minh, 25 năm phát triển và trường tồn.